skirt. Why? Đấy. Yes, try, try. Đi về ngọc kem để ăn anh nào. Cảm ơn ngọc kem. Nhấp tay đi được không? Được. Nhấp tay đi, mọi người ơi, nhấp tay cho Khôi đi nhanh lên. Không cái con này nó lại cáu lên bây giờ. Nó đánh mình sợ lắm. Mày dậy nhanh nhanh lên, xong mày đi sang đây. Tao bảo mày ký cái hợp đồng xong mày gửi về, mày đã ký chưa? Em mang hợp. Thì đi mà ký cái gì? Hợp đồng đứng tên mày bảo tao ký. Chị ơi. Yeah, try. You have to try, don't ask me when you're not trying. Ăn chưa bạn ơi? Bạn thả bà 40 bông hoa hồng cơ. Chào. Ơi. Em hỏi Ngọc ăn chản em không? Yes, cảm ơn em viên không bên. Hỏi chị. Ơi, chị đây. Chị đây. Phan tặng. Where's the shoe? What about the shoe? Trời ơi, nó bỏ trong cái bàn gato thì phải rửa ấy. Zooming cái vỡ chưa bao giờ mình cách xa nhau. Là vì em không nỡ xa, hay vì anh bận thiết tha, hay vì mọi người đi ra ngoài kia chưa? Nhiều quá. Hội kia cũng đang về, chiều đang sang đây đúng không? Chiều đang qua chị. Ừ. Chị có make up 4 mặt thôi mà. Chị make không? Có. Nhiều tại vì bây giờ đi ra kia nó xa. Mày không biết gì cả. Ăn nữa thằng chiều xem mách cho chị xấu vãi nồi. Còn lâu ấy. Sao anh biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Tụi mà sao anh xa lắm biết sao giờ. Chúng mình chuẩn bị thay quần áo đây. Mày mặc gì đấy? User Nga Trần, cảm ơn user Nga Trần ạ. User nghiện donate. Vay tiền cháu để đi donate. Chết mất tôi sợ quá. Đủ mẹ user Nga Trần. Thảo Tho Love You là cái gì vậy? Giọng đứa nào đấy? Fucking You. Gái gì ạ? Con hàng. Con hàng phun hồng. Sao hôm nay mày lại mặc màu hồng à, Ngọc ơi? À. Mày bị thằng Tuấn nhập à? Được. Nó thích màu hồng từ bài đời năm nào rồi mà. Không, nhưng mà tại sao hôm nay mày mặc màu hồng, mình thường mày mặc màu trắng cơ mà. Ngọc ơi, hôm nay xong rồi đi ăn. Đi nhậu thì đi chị ạ. Ăn thì ngày nào chả ăn chị.